Chào quý vị, hôm nay Điện máy Minh Khoa lại xin được phép quay trở lại để giới thiệu một em quạt na bàn sắt các bạn nhé. Đây là một em na này, các bạn nhìn kỹ nhé, cánh 300, một cánh màu xanh, cánh hình chóp nhé, nguyên bản zin lành các bạn nhé. Này, đây là một em na nhé. Đấy. Ok nhé, quạt chạy ngon lành nhé các bạn nhé, mát lịm luôn các bạn nhé. Đấy, chế độ quay ok luôn nhé, đây là nút điện này, quay luôn nhé. Đấy. Bao zin cổ cánh nha các bạn nhé. Ok, Điện máy Minh Khoa xin chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình tiếp theo các bạn nha. Ok. Đấy. Rất xin là ok các bạn nhé.